Chào tất cả các anh em đã quay trở lại channel nha. Hôm nay là nông dân chúng ta đãi con gà xì rượu. Nghe tiếng chó sủa luôn. Nhậu đi, nhậu rồi đi. Đây là lấy củi để chuẩn bị nướng gà. Nghe nông dân đãi gà xì rượu luôn nè anh em. Con mấy tuổi rồi? Này mình bỏ củi vô chuẩn bị mình bỏ than lên phải không? Đây là anh Cường Vlog. đang học chiêu. Giờ mình đừng có lấy lửa mình đốt bình thường. Mà mình lấy đá lửa quẹt. Mày lá này lấy đá mày quẹt đi. Đây đá lửa quẹt lửa chứ không phải là quẹt kiểu học quẹt bình thường đó. Đúng không? Cách mà mình đốt lửa núi nào phải. Mày biết chừng nào giải chừng nào cho có gà ăn. Đây này chó rất là nhiều. Qua được không? Qua được không? Qua được nhá. Tối quá vậy. Mày dậy cảnh ban đêm này phải dậy chứ, muốn vợ muốn sáng nữa sao? Ban đêm nó phải đúng chắc ban đêm nhá, đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Nẹt ban đêm thôi, Gấp quyết nhà. Gấp quyết nhà thôi là biết sao. Dọn rác, dọn xăng. Thôi chờ chúng ta chờ lửa nhóm lửa lên. Con gái học lớp mấy rồi con? Dạ con học dạ năm nay. Đuổi nước của em sao đuổi nước? Lớp 3 hả? Ôi nhìn cái ban đêm mịt mùng luôn, bên xa xa là ba ánh đèn mờ mờ. Ghê nhờ ai mà sắm được cái này hết. Dạ, vlog mà. Bây giờ chúng ta sẽ đốt lửa lên. Xém rất là bài bản. Đốt lửa là phải dùng cao su. Ở đây mình coi là mình kêu là khu vực nào anh? Ở đây là Đà Tẻ hả? Đà Tẻ chịu hỏi. Tôi quên mất tiêu rồi. Ở đây là kêu gì anh? Xã gì ạ? Ở đây là Đại Con gà xì rượu liền thấy không? Đây trải tấm bạc thôi luôn thấy không anh em em? Đó. Vậy đi đâu mà xách bình vậy bé? À đi coi xe ô tô hả? À đi nó đi coi xe ô tô nè bà con. Thấy không? Đây cũng có một chiếc xe đi coi. Xe ô tô giống tôi hồi nhỏ tôi thấy xe tôi cũng ghiền gớm lắm. Thấy không? Đó, xe ô tô rọi pin cho em mới coi. Rọi xe kìa cho em quay lại xe. Ờ. À, rọi pin. À nó biết xe màu đen bên kia nữa. Lại dồn nữa không? Trời ơi. Con của em nó 32 tháng rồi, nó cũng nhỏ vậy. Con năm mới 2 tuổi à. Rồi như vậy là video của chúng ta cũng được 4 phút rồi. Bây giờ chúng ta bỏ gà lên nữa là đủ 10 phút luôn á. Thấy không? Ở Sài Gòn làm gì có. Thấy không? Ờ
Đó, đây là than nha các bạn nha. Đó, than đúng từ những củi mình đốt ra tạo thành than, phải không? Phải đâu, phải từ củi đốt ra đâu. Củi. Từ cây, từ cây đốt ra. Từ cây, từ cây đốt ra. Đó, hấp dẫn liền thấy không? Ủa tại sao nó có khói nhưng mình phải giải thích. Phải giải thích từ có khói. Giải thích người ta coi là tại sao. Khói là cây nó đốt ra nó có khói carbonic á. À, nó không khí lên tạo ra mà khói. Rồi khói là khói màu trắng này. Thấy không? Hồi nhỏ là mình thấy khói này màu trắng hả? Lâu lâu. Sai rồi. Khói màu đen trắng. Khói này khói độc, khói đen ấy. Đó. Và này các bạn coi nhớ like và subscribe ủng hộ nhé. Dạo này điện đồ nó cũng tăng giá không? Nó làm mà không ai coi mà không chia sẻ rồi không subscribe rồi điện tăng giá, công trình quay phim để giờ sạc pin nó cũng tốn tiền điện nữa không đó. Đấy, lâu lâu anh em nghe tiếng tắc kè không hấp dẫn không đó. Đấy. Đấy đi coi kiếm đi, còn tắc kè ở đâu nó kêu nha anh em. Rồi tôi tới nó im ra bắt đầu. À, quay lại cái lò lửa này. Gà chúng ta đã chuẩn bị sẵn đó, nên chúng mày chỉ cần là bỏ lên là nướng thôi đó. Rất là hấp dẫn. Đây là anh Cường Vlog, anh lên đây anh chơi game các bạn ha. Mà anh chơi game này. Nhường cho anh quay đấy, nhường cho anh quay đấy. Dạ nó mới vui rồi, thành phố làm gì có. Thành phố nóng chết bà mẹ luôn. Ra nhà vô nhà đóng cổng khó bụp lại xong. Này giữa quận mấy anh? Ở bên quận 12. Chỗ cầu vượt Quang Trung á. Khu bên 1 hay 2. Đây có con chó rồi ha. Khu vực Quang Trung đây, chỗ cao đẳng Vĩnh Đông ha. Đúng rồi. À, nhỏ đó ha, bà con ha. Chỗ đó đậu cái đèn đi luôn. Con đi đâu đấy? Anh quậy đó, đó. Anh quậy hả? À? Đâu có đèn đi bán chim nè. À. Đi đâu đây? Dầm dần. Cái phần mềm kia có lòng tiếng không anh Viễn? Có. Có luôn hả? Cắn mic vô lòng. Điện thoại còn quay lòng luôn mà. Đi thôi, đi thôi. Đấy, mình bỏ mấy cái dĩ lên. Quạt không? Tôi ra đây. Ra đâu mà ra. Anh ta đến em cái này. Cái nướng mọi luôn hả? Chơi. Chụp, nướng mọi luôn hả? Ừ. Tôi lau cho vợ đi. Là nướng mọi luôn hả? Ừ. Này mai này có quần có lắm mấy lá chanh hay. Bỏ rồi. Có, có gì lá chanh luôn. Có gà có gì. Bỏ rồi mới thơm. Ừ. Thơm mà đường đâu có ông nguyên miệng ở đâu, bỏ là thành ra gì. À. Đồ đồ đem đi ngân ngang rồi mày. Đang nghiên cứu á. Xong đúng không? Rọi đèn vô đẹp, ánh sáng đẹp quá không? Cứ chơi đánh game mà sao? Em đang ngẫm nghĩ thôi. À, không quay vlog mà đánh game. Em đang ngẫm nghĩ. Rồi hả? Đậu lốn đi không? Anh đi ra đi, anh dê nè. Không, anh phải nói cái chủ đề là có nướng gà nhưng mà vẫn tiên tiến là tiếp cận đến game. Giới trẻ ai cũng hâm mộ game này mà. Ở dưới quê cũng tiếp cận được công nghệ hiện đại ở trên thành phố. À, nó có cái chủ đề mà thử thách 24 giờ sống ở Đà Tẻ không? Thử thách 24 giờ. Hôm bữa em có làm thử thách 30 ngày mà. 30 ngày hả? Mà làm không có thời gian làm. Ờ chị mới làm luôn chủ đề này, thử thách 30 ngày không tắm ở Đà Tẻ.
quá thiệt luôn á. Thử thách ở Đà Tẻ 30 ngày trong rừng rượu núi. Ở ngoài kia có Robinson, mình ở trong rừng này mình có gì? Robin Hood. Rừng là Robin Hood. Ừ, ra có vô không? Chơi là tí. Không, ban đêm ở đây không quen á, xuống nghe những cái tiếng này. Ha. Mấy đứa ở Sài Gòn làm gì có, tìm đâu cho ra. Con biết con gì nó kêu không? Không biết hả? Biết con gì nó kêu không? Anh chơi hết trận game này em quay nha. Thử. Quay á xong rồi quay cảnh nướng gà xong rồi đó. Thế chiều mai á. Chiều mai làm con bài cam bay khoảng 4-5 giờ á. Bay thăm lát á không? Quay cảnh cái bắt đầu nó cho. Thăm lát là nhanh lắm. Ừ. Coi ở trên có thì mua luôn nha. Quay qua nhanh á. Tu qua cái thời gian bắt đầu tối. Xong rồi bắt đầu lấy cảnh này ghép vô nữa. Đó. Giống như là một ngày buổi tối buổi chiều vậy ở Đà Tẻ vậy thôi. Còn sau này mình sẽ làm một cái video khác là ví dụ như một ngày ở Đà Tẻ mày sẽ làm cái gì? Đi làm vườn, bón phân qua cầu lửa. Ok. Đi cắt cỏ, hỏi ông tí luôn, hỏi ông tại sao mà cái vườn ông giữ cỏ. Đó, đấy nhiều khi thắc mắc là sao ông xịt thuốc cỏ mà ông giữ cỏ. Sao mình câu cá. Nào đi chặt chuối, nó lên chuối nè, chặt lấy bì. Y bài luôn á, làm cái bì chuối nữa, ngon á. Trong mà nãy giờ công đoạn của chúng ta là 8 phút rồi chúng ta mới cái lo. Thanh niên đẹp trai này là anh mới có lo được cái bắp này, bếp này các bạn nha. Bếp để chúng ta lên than hồng nướng thôi. À, chúng ta chưa nướng. À, anh đẹp trai anh chưa có người yêu luôn nè bà con ơi. Anh cười ha, phải không? Rất là tươi, chưa có người yêu luôn. Thôi từ từ đi anh. Nó tắt kè kêu thấy không? Gì cái phong cảnh hữu tình hả? Phong cảnh hữu tình. Đây hữu tình xương miền xương cước này. Này không có con gái tắm á, chiều chiều có video sau sẽ làm cho các bạn coi là có con gái sơn nữ xuống suối nó tắm luôn á, các bạn biết không? Thác. À, xuống thác nó tắm. Sinh luôn. Ừ. Thác đây chưa đụng tay ai vô luôn á, thác của rừng của biển của sông núi luôn á. Ừ. Anh Cường nói là biển là một khu rừng có nhiều hiêu nai và ếch nhái rồi không? Biển đó. Đây tí nữa xong rồi mình nướng xong rồi mình bỏ trong cái chiếu đây mình nhậu. À, hấp dẫn không? Con tên gì? Con tên gì? Nói mọi người biết coi con tên gì? Hả? Anh Viễn quay em cảnh chơi game đi anh Viễn. Quay mày đang chơi game này, đang quay nè. Quay luôn đi. Có gì cho em cái đoạn này đi. Em nói cho em cái đoạn này đi, em lấy em xài đi. Quay cận vô, quay tay chơi game rồi không mà. Em lấy cái đoạn này em làm luôn. Nha, lên rừng nó có wifi rồi nó chơi game. Đúng rồi, em làm cái ý tưởng đó. Lên rừng mà vẫn có đầy đủ tiện nghi. Để quay cái mặt chơi game trên chú rồi. Má căng thẳng lắm, game này căng thẳng lắm, phải tập trung vô chơi sợ hở là chết liền. Phụ má nút bị hư thôi. Nó chơi game mà xa xa có đi thịt gà nữa. Quá ngại ghê, mùi gà á. Quá lực nồng quá.
quay mà nó yêu cầu quay cận nữa nè anh em thấy không? Cận vô thấy mặt kia. Này ISO chắc cao nó bị hụt. Con ánh sáng rồi gọi đèn nó chơi game nữa. Rồi đèn cho chú chơi game đó con. Đi ở đây cái chuyện lang thang đổ hết cái số gà bây giờ. Mình có gà sẵn mà, đủ luôn làm lại thôi. Ở đây đâu thiếu gì, gà đâu thiếu đâu. Nói cho bữa giờ mình ăn gà muốn ớn luôn á, thiệt. Làm lại là đến 10 giờ mới có ăn. Ở đây mình nuôi ăn hay nuôi bán anh? Ăn hay chứ ha? Ăn luôn à. Rồi nữa đó con. Vô nhà đi ông ơi. Cường ra cường đô la còn đây là cường đô gì đây? Này đô cao thôi. Này đô cao. Đô cao. Thử xác minh luôn. Tự cho biệt danh luôn, cường đô cao luôn. Rồi chết rồi, quay à. Thôi được rồi, banh tô rồi anh. Có gì cho em cái đồ đó nha. Rau rau. Cho full clip luôn. Nè làm bây giờ chắc nửa tiếng mới có con gà lên đó. Sao con muốn quay phim không? Muốn không? Cầm quay một chút không? Tôi tự nhiên thấy gà cái nó bụng quá ta. Này cây điều, cây đào. Ở đây mà mùa mưa chắc buồn ha anh ha. Trong này cũng vậy thôi. Nó cảm giác ở đây chán quá không? Nó suốt ngày cứ ăn thịt gà. Thầy gòn nó không có ăn. Đó, đây bỏ gà này. Chán thì chứ, suốt ngày cứ ăn gà không. Gà ướp gì đây anh? Ui anh dính bóng không thấy đâu. Nước mỏi luôn. Nước mỏi luôn hả? Nước mỏi. Gà nước mỏi nha. Chẳng có gì, chỉ có thịt thôi. Có mà ăn gà này, gà cù hay gà mái? Gà cù. Gà cù chắc luôn đấy. Tại đùi nó căng nè. Rồi, kết thúc video ở đây. Nhường cho anh Cường anh quay cái đoạn sau các bạn có muốn coi. Coi lên kênh đồ quê của anh coi gà kết quả ra sao. Ở đây chán lắm mọi người. Ở đây suốt ngày cứ buồn buồn cứ bắt con gà làm chơi, ăn chơi. Xin đi vào nhà đi, vào nhà uống xì tin đi.